À được rồi, đồng chí này mà biết rồi. Vâng. Chào chú ạ. Vâng, chú Long. Cứ muốn để cho đồng chí cháu Minh lên để hâm hộ cháu Minh. Vâng, nhưng mà Minh hôm nay có công việc bận. Thôi được rồi, bây giờ nó tối rồi thì anh em là cho vào để cho loa xuống cho chú. Hạ loa xuống cho chú luôn. Chú theo dõi là loa keo xanh là lâu lắm rồi đấy. Vâng. Từ cái thời gian bờ đô sinh ra có mới có 8 triệu 10 triệu thôi đấy. À, thế nhưng vâng. mà bây giờ là nó chưa làm được nhà cho nên là thế là cứ rốn bảo xe cứ thấy nó cứ mỗi lần nó lại cứ ra một cái là chú cũng khác nhau. Bỏ qua con 9900 có để lên con này luôn. Ông Tín Nguyễn với cả chú ông Long đấy. Chú Long đấy ạ. À? Đấy, ông Tín Nguyễn cái thứ này chú nắm được. Rồi anh em ra cả Cô Tô nữa. Dạ vâng. Chú gần như ngày nào chú cũng xem. Chả thấy hâm mộ cái cháu Minh lắm nhưng mà cuối cùng hôm nay không gặp được. Minh hôm nay là có công việc đột xuất thì phải đi. Cháu bảo là chú Long, cháu bảo Minh rồi, cháu bảo là chú Long cũng ngóng chờ cũng khá là lâu rồi nhưng mà cũng rất tiếc là hôm nay là có việc đột xuất phải đi mất. Vâng. Chính là mấy anh em làm đây họ cứ bảo là lấy luôn mấy nhưng mà bảo nó mà mấy thì lấy thì sợ đang thì hoàn thiện banh bảnh lắm, đang hoàn thiện nó bụi ấy, banh bảnh lắm thế mới bảo là nó mới gọi trước như thế, gọi tôi chưa gọi trước 2-3 hôm cho nên là vâng. rồi triệu đám bát 40 ba bát ai cho vừa ổn điện ba ba một con súc chú gạt cái dép chú răng cái nghe gạt cái dép bọn lúc 10 triệu cái loại bờ rô sinh các thứ là 10 triệu là chú đã thích rồi thế nhưng xong dần dần là lên con một cục một cục là con 9900 đã lại thích con ý nữa. Vâng. Thế là chú theo dõi bây giờ là ở Mê Linh này có một cái quán phở nào mua thì nhưng mà chỉ nói là ở Mê Linh thôi nhưng không nắm được. Thế chắc là nó tầm năm ngoái rồi chú ạ. Đấy năm ngoái đấy. Lúc mới ra. Thế mới là ra. khi bắt đầu nó mới ra sau một thời gian nó mới ra con này cái là bắt đầu chú xem là dạ, vâng. Nói chung gần như ngày nào chú cũng xem. Vâng. Nhưng phải nói máu. Hoàng Sang 8/8 coi như là phải nói máu nhất ông Tín Nguyễn, ông ấy cầm 2 mic không hát đấy. Vâng. Ông máu nhất ông ấy. Ở kênh chú cháu là có ông Tín với cả chú Long. Long ấy bằng tuổi tôi đấy, cũng dạ sinh vâng. năm 66 đấy. Dạ vâng. Năm nay tôi 57 tuổi. Ông Tín là ông mua 9900 xong là ra sản phẩm 9920 là ông đấy đấy luôn. có được mấy vị đổi vâng. được đổi ra đổi, là năm khai vị được đổi. Vâng. Nói chung là khách hàng loa kéo xanh thì hay nhớ nhiều đến ông Tín với cả chú Long. Cháu thấy ở trên bình luận là cũng khá là nhiều và đi giao thì cũng nhiều người nhắc đến. Rất nhất hôm ra Cô Tô là có một mình Minh ra thì phải đấy. Cô Tô thì có không biết một người ở người quay nữa đúng không? Đúng rồi. Anh có người ra là vì nó vì ngoài đảo thì nó cũng di chuyển cũng khó. Đường xá xa xôi nữa mà đi bọn cháu mất 2-3 ngày. Một chiếc thuyền lá vội vã trở về sông Nam một dài xanh mưa.
vời vợi mắt ai buồn tay tên. Xa xa mây phủ non hồng lĩnh, đá vàng hoa vai nở bên sông. Câu hát dần thương vương sóng nước, đo đây đo phải sáng sớm. Đến duyên em đi lấy chồng, đôi mắt người thương nghiêng vành nó. Dần hòn chi xưa bên sông mùa, anh đỏ con nơi em chờ đợi sớm hôm. Vì hoa đến khi hoa phải nở, em xuống bên đó em về bên nỡ. Nước mắt nhạt hoa theo mải treo buông. Từ độ chiếc đây anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò tát bến rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Chọn cho tôi bài Hẹn Hò Đêm Trăng. Hãy subscribe.
đôi pháo cưới, quân chim cùng hát ca bật đôi ta tình đầu hương phơi phới. Nhưng muốn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không ngàn dài, buồn riêng sẽ mãi không ngàn dài. Đêm nay ta cùng say rượu thơm ngất ngây, cùng nhịp bước quầng có hay lực lưng đen rượu cay tim đắm say mình hòa không tình ca. Xin cho hứa rồi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm lao mình bên nhau rượu hồng vui vào cưới. Muốn chim cùng hát ca mừng đôi ta tình lòng thương phơi phới. Muốn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không ngàn phai, muốn kia sẽ mãi không ngàn phai. Trên không ai người ta nên mày cứ nói cho nhanh như thế.
để đây có mình gì mình trưng bày ngày Tết ngày rằm ba tết bảy gì đúng rồi trong mình cháu thấy là chỉ có ban thờ chỉ có nhà ống nhà phố ở trên phố ấy, vì người ta tận dụng cái tầng 1 để kinh doanh. Đúng rồi. Còn là mình ở đây mình cũng ở quê thì nên đặt ban thờ ở dưới. Có lễ Tết thì mọi người đến quây quần vẫn ấm cúng hơn. Chú tính sẵn rồi, mà sao cái kệ rất là đẹp. À, thì nếu mà hôm chú điện trước con một tháng đấy, bởi vì là cái hôm ấy là hát nhà hát chưa xong thì là em nó phải làm cái tấm vách này, thì là cái hôm ấy anh nên nên làm cái vách này thì chú bảo là thì là thế mà chú mới hỏi là xem là cái mặt của cái mặt này nó cao bao nó cao thì chú không nói, mà cái mặt kia của gang này này nó bao nhiêu phân, này đẹp quá rồi. Bảo là 53, bảo 53 thì là chú mới bảo cái thằng cháu nó làm kệ này, bảo đấy tình hình là anh làm như thế thôi đúng. Nếu mà chú hay di chuyển tháo cái bánh rồi, không có tí nữa khóa bánh nữa để cháu khóa lại cho chú đi, khóa lại. Chú Long ơi, cháu hướng dẫn qua cho chú. Chủ yếu là bây giờ cái do bác mang làm sao cứ điều chỉnh cho tôi. Vâng. Chuẩn nhất. Chú ơi, cho cái này nó là đẩy của nó là 4 kênh nhưng mà hiện tại mình là chỉ có dùng 3 kênh thôi. Cái này là nó là 1. Thì chú quan tâm cho cháu đây là kênh 1, kênh 2 và cái này là kênh súp. Súp thì chú để cho cháu tầm từ khoảng 1.8 về 1.5 thôi nhá. Ông lấy cái điện thoại ông chụp này. À đúng rồi, tí nữa chú chụp. Bây giờ cái hai cái kênh này chú để hướng 12 giờ cho cháu. Nó là cái hướng mà đề xuất của nhà sản xuất đấy. Nó sẽ âm thanh nó ra sẽ tốt và nó sẽ bền. Còn trên này thì những cái mà bát chét với những cái tính năng của cái vang này chúng cháu đã chỉnh cơ bản rồi. Bây giờ chú chỉ quan tâm đến ba cái nút này thôi. Đây là cái vang nhại của mic này, đây là độ to nhỏ của mic này. Thì cái này thì sẽ phụ thuộc vào cái từng chất giọng của người hát đấy. Ví dụ mà có người giọng yếu, giọng khỏe. Với giọng yếu thì chú tăng lên cho nó nhiều lên. Thì còn giọng khỏe thì mình giảm đi. Đấy. Còn cái này thì bên ngoài đây là cái volume của nhạc tổng ấy, âm nhạc ấy. Cái to nhỏ của cái to nhỏ. To nhỏ của nhạc. To nhỏ của nhạc này, to nhỏ của mic này và độ vang nhại của mic. Ừ. Vâng, thế đó. Để chết. À, có cái này có chức năng FBX này. Đây chúng nhìn nhá. FBX này nó đang on này, nó đang bấm vào. Cái này nó là chống hú của mic. Chống hú mic thì mình đứng gần mà nó không bị díu dít ấy. Thì chú bấm vào thì nó sẽ hiện lên chữ on đây thì nó giảm đến gần như là tối đa cái việc hú mic. Còn trong quá trình sử dụng thì tránh tuyệt đối là chú cầm cái đầu mic này cắm vào loa. Thì cái này thì gần như là bộ thiết bị âm thanh nào cũng nó cũng bị díu dít đấy. Và nó làm hại loa, cháy bát, cháy chét. Mấy khi cầm vào để ý. Đúng rồi, mình sẽ hướng ra chỗ khác loa. Và chú quan tâm cho cháu đến cục cái mic này. Cục vang mic này thì chú... ba cái nút này là nút khi nào chú bị lệch tần số thì chú dò thôi. Chú nút set này. Còn bây giờ chú bình thường thì chú quan tâm giúp cháu cái vôn cộng vôn trừ này nhá. Để trong nhà thì chú để đến tầm 23 hoặc 24. Này, cái này nó sẽ là độ nhạy của hai mic hai bên đấy. Mình không nên để không nên để quá cao, ví dụ để lên tầm 30 mình đứng gần đây nó sẽ hú nó díu rất mic. Nó là độ nhạy của mic ấy. Thì mình cứ để tầm cao chú để vào chú hát trong ngoài trời ở trường to ấy. Chú để cao. Rồi. Bây giờ chỉnh lại cho chú thật ngon nghe nào trong nhà đi. Đây, cơ bản là nó sẽ là như này. Còn cái này thì đây có chụp đấy. Có gì chú chụp lại giúp cháu. Đấy. Chú cứ để đây cho nó đẹp. Đấy. Đấy. Chú anh cứ để cái nhạc để ngưỡng cửa và to nhất. Đây. Quay đầu. Rồi. Mình cứ để ngưỡng cửa to nhất để mình bật quay đầu. Rồi. Đây. Có gì anh chụp lại cho em nhé. Rồi. Đây chụp cơ bản này, chụp cho em giúp cái chỗ đẩy gần. Có bia có rượu nhưng mà bởi vì xem quá nhiều rồi, anh em toàn từ chối thôi. Vâng. Thôi tôi cứ mời nước nọc với cả vâng. Nước ngọt. Bởi vì tôi xem hơi lâu rồi. Em có bảo là anh em chúng cháu còn công việc. Bây giờ công việc với cả hai nơi đi xe này. Còn cái nó không quan trọng. Vâng. Ở Bắc Ninh tôi là ít mua lắm. Bởi vì tôi theo dõi nhiều tôi biết. Phần lớn là Hải Dương mới cả Bắc Giang. Rồi Phú Thọ trên kia các thứ đều đông nhưng mà ở Mê Linh này ít. Thật ra thì Mê Linh là cũng có chú ạ.
Nhưng mà những cái lần chúng cháu đi giao ấy là không không quay clip. Cháu xin lỗi. Vâng. Chúng xem từ cái thời gian cái coi như là bờ đô sinh, bây giờ có 8 triệu rồi 9 triệu xong có một loại mà không có quy đã 10 triệu đã thích rồi. Thích từ bấy giờ. Vâng. Xong đến 12 triệu bảo cũng ra được. Dạ. Nhưng mà xong nó cứ dần dần nó nâng cấp lên thì không biết còn còn cái thằng cha này không biết là xong nay mai nó còn lên lên thằng cha nào nữa không biết là. Chắc cũng phải một thời gian nữa chú ạ. Còn chúng cháu thì sẽ dĩ nhiên là chúng cháu sẽ phải cùng nhà sản xuất nghiên cứu là sẽ làm ra những cái sản phẩm mà nó sẽ tốt hơn nữa phục vụ khách hàng. Nhưng mà chắc trong nghĩ là cũng phải một thời gian nữa. Thôi thì hôm nay thì cũng lật ra là chú cũng đã đặt lâu nhưng mà thực sự là hôm nay là chúng cháu cũng có công việc đột xuất nó cũng khá nhiều thì chúng cháu về muộn thì cháu trước hết thì cháu cũng xin cảm ơn chú đã tin tưởng và ủng hộ La Kéo Xanh. Vâng, lúc thì, cái công việc có lúc nó nhỡ nhàng cái đó không quan trọng lắm. Vâng, và khi thời gian về muộn này nhưng mà cũng được gia đình đón tiếp rất là nồng nhiệt và chúng cháu xin cảm ơn ạ. Vâng, thế bây giờ muộn rồi cháu xin phép chú ạ. Vâng, vâng, chú ạ. Chào anh em nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, anh. Vâng, cảm ơn anh.